nhưng mà mới gặp gia đình anh thì em rất thú vị. Mẹ anh chẳng biết phải gọi bằng cô hay sẽ gọi bằng chị. Bất ngờ biết cô cũng là nàng dâu mới. Cứ ngỡ chuyện này chỉ có trong phim thôi, khiến bao nhiêu điều lại trở nên rắc rối. Vậy thế là sắp tới sẽ có hai cô dâu của anh và ba, rồi ta sẽ về chung một nhà. Sẽ có những buồn vui rồi cãi vã, mọi thứ vẫn qua thôi mà. Làm dâu thì rất khó nhưng cũng chẳng phải lo, mình cứ cho hết những chân thành rồi niềm vui sẽ có. Chuyện mẹ trong nàng dâu có ai yêu nhau, thế cứ luôn đau đầu. Bữa giờ đi làm nay mới được ôm em sướng. Sướng không? Bởi sướng luôn. Nhưng mà anh đi làm anh phải giữ sức khỏe, để mai mốt hả anh còn về anh còn có thời gian đi chơi với em. Chứ anh mà cố làm mai mốt anh bệnh á, rồi anh cũng không có đi đâu được với em luôn á. Thì cũng phải làm kiếm tiền chứ em. Ừ. Mà anh nôn tới ngày mình cũng cưới quá. Anh nói chuyện giống nội ghê luôn á. Nội cũng nôn quá trời nôn luôn. Vậy hả? Ừ. Ý em sao? Ý em hả? Ừ. Thì em cũng thích. Em thích chứ. Nhưng mà em thấy nó còn cứng cứng. Cứng? Ừ. Cứng cái gì? Đừng có nói là cứng cái bụng nha. Cái gì vậy trời? Cứng cái bụng với ai đúng không? Gì hả? Anh vui duyên quá à. Bụng với ai? Em quen anh tối ngày hôm qua anh chơi với nội rồi em đi với anh. Thời gian đâu mà em đi người khác mà đòi cứng cái bụng với ai? Tất nhiên là không phải cứng cái bụng rồi. Mà cứng ở đây á là cứng dì Hà đó. Dì Hà liên quan gì chuyện của anh với em? Sao không liên quan quá? Liên quan, rất liên quan, vô cùng liên quan. Anh suy nghĩ đi. Bây giờ á, nội kêu mình cưới gắt, đúng không? Ừ. Nhưng mà nội không có kêu dì Hà cưới. Nhưng mà nếu mà như dì Hà không cưới mà mình đã cưới rồi, mà dì Hà vẫn chưa cưới, tới lúc mình cưới rồi mình có em bé mà dì Hà vẫn chưa cưới, lúc đó thì em bé của mình sẽ gọi dì Hà bằng cái gì? Hồi lúc đó là dì Hà cưới, rồi sau mà dì Hà với ba Hoàng đẻ ra em bé, rồi em bé bắt đầu để... À, em rối quá. Trời, em tự nói em tự rối luôn nè. Rối cái gì? Nãy giờ em nói anh không hiểu gì hết trơn luôn. Nói chung cái vấn đề này gộp lại là dì Hà với ba Hoàng phải cưới trước mình. À, ý em là em muốn ba với dì Hà cưới cái gì? Đúng rồi. Trời ơi, khỏi lo đi. Ba dì Hà thấy vậy thôi, chứ còn nôn cưới hơn mình nữa. Không phải chừng không? Là làm trước mình nữa. Vậy hả? Anh có chắc được chuyện đó không? Chắc. Chứ không á là kỳ lắm á nha. Rồi mai mốt mà ba với lại hả dì Hà đẻ con ra, rồi hả rồi con mình, người con của ba với dì Hà kêu nhau là gì á, anh phải kỹ mấy cái đó đó. Trời, chưa gì cứ lo xa hoài. Vậy anh nhớ là anh phải giải quyết chuyện này giúp em nha. Ok. Cái gì vậy? Ra đây con nói cái chuyện này nó quan trọng lắm. Cái gì mà không chịu nói trong nhà tự nhiên lôi ra đây chứ vậy? Vậy con hỏi thiệt gì nha. Sao? Khi nào gì mới chịu lấy chồng vậy? Em ơi, sao em hỏi chị một cái câu mà nó không có tế nhị chút xíu nào hết trơn vậy em? Thiệt tình cũng không muốn hỏi vậy đâu. Nhưng mà giờ tình thế hả cấp bách quá à. Dì phải trả lời con đi. Khi nào dì mới chịu lấy chồng mà con thấy chú Hoàng cũng được nữa. Dì còn chê gì nữa, dì nghĩ đi. Bây giờ dì lớn rồi, già rồi, dì hiểu không? Dì già hơn con cái 5 tuổi lận. Bây giờ dì không lo lấy chồng là mai mốt không ai cưới dì nữa đâu. Lúc đó là khổ lắm đó dì. Phụ nữ như vậy ở dưới quê người ta nói là ế đó dì. Nhưng mà em ơi, cái đó là phụ nữ ở dưới quê. Còn bây giờ phụ nữ ở trên Sài Gòn là phụ nữ hiện đại. Phụ nữ hiện đại không hay lấy chồng sớm hết trơn á cưng à. Phụ nữ hiện đại là khi nào người ta ổn định kinh tế nè ha, làm chủ được kinh tế nè ha, làm chủ được cuộc sống của mình, thì lúc đó người ta mới nghĩ tới cái chuyện lập gia đình. Đàn ông đối với người ta không là vấn đề, hiểu không? Ừ. Dạ con hiểu rồi. Vậy là xu hướng của phụ nữ hiện đại là ế.
phải là ế mà là chờ người tử tế để yêu. Nhưng mà chờ ai được nữa dì ơi, con nói rồi đó, tuổi của dì thì càng ngày càng lớn nữa, làm vậy không được đâu dì. Cái con bé này nó nói chuyện bắt cười quá. Thật ra thì chị cũng cảm thấy là chị cũng đang độc lập về kinh tế, và chị cũng không có cần phải nương tựa vào một người đàn ông nào cả, cho nên là chị cũng chưa nghĩ tới chuyện lấy chồng. Ủa nhưng mà sao em cứ hỏi về chuyện nào chị lấy chồng hoài vậy? Đó, bởi vậy dì nói ra là con thấy cái sự ích kỷ của dì nó thể hiện trong cái lời nói của dì luôn. Sao đó vậy? Dì có tiền nè, dì ở Sài Gòn nè, dì làm cái công việc rất là ổn nè, cái gì gì cũng có trơn á, chỉ thiếu chồng thôi. Thì bây giờ dì lấy đi để con còn lấy nữa, chứ bây giờ dì không lấy thì làm sao mà con lấy chồng được. Trời đất ơi, mắc cười quá à. Tự nhiên tôi không lấy chồng, cái mấy người họ không lấy chồng được là sao? Thì dì lớn hơn con, dì phải lấy đi chứ, liên quan gì trời. Thì con cũng không phải là con ép gì gì đâu, nhưng mà giờ nội ép quá rồi. Nội cho em với Thượng lấy nhau rồi hả? Đó, hôm bữa nội kêu qua đây nè, xong nội nói bây giờ là phải làm đám cưới gấp gấp đi. Hả? Bây giờ nội muốn là hai đứa cưới nhau rồi. Bây giờ mà dì không lấy á là con với anh Thượng cũng không á, coi như là tự nhiên đang cái đường nó đang chạy vậy, tự nhiên tới khúc gì cái nó mặt gì nè, nó cứng ngay khúc gì đó gì. Đi, thương con đi gì nha. Thôi thôi, bây giờ cái chuyện mà em lấy chồng hay em không lấy chồng gì đó là chuyện của em. Em muốn lấy chồng hay em muốn làm cái gì đó thì em tự làm một mình đi, không liên quan gì tới tôi hết. Tạm biệt em. Hả? Gì? Nhi ơi. Nhi. Bà. À, làm gì ngồi trầm tư suy nghĩ vậy? Có một vấn đề này nó nói nan giải lắm ba, chưa có cái hướng được, không giải quyết được. Mà có chuyện gì? À, con hỏi là ba tính khi nào ba cưới? Sao hôm nay tự nhiên quan tâm đến chuyện cưới hỏi của ba vậy? Nôn có gì ghẻ hả? Nè, có gì ghẻ là con bị ra rìa đó. Trời, thì bình thường thôi, ba hạnh phúc là con vui rồi. Ba cưới vợ thì con cũng có bé, con cũng cưới bé, bé chăm lo con được rồi. À, tôi hiểu rồi, đâu có tốt lành gì. Hối tôi đi cưới lẹ lẹ cũng để có vợ đúng không? Nhưng mà chuyện cưới của ba nó rắc rối lắm con. Con thấy Hà, à dì Hà cũng được á. Với lại tuổi như ba bây giờ mà kiếm được người con gái giỏi giang, xinh đẹp, còn trẻ vậy nữa là khó lắm á. Sao tiện hôm nay cái thái độ con đối với dì Hà nó thay đổi nhanh quá vậy? Hả? Thôi nếu mà con đã có cái suy nghĩ đó rồi, tiện con giúp ba con suy nghĩ thêm cái này giùm ba coi được không? À, cái chuyện mà Hà với ba phải làm đám cưới là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà trước khi đám cưới diễn ra là mình phải cầu hôn, hiểu không? Mà Hà là làm cái công việc rất là hiện đại, làm về thời trang, phụ nữ trẻ nữa. Cho nên là ba muốn tìm một cách gì đó cầu hôn cho nó độc lạ mà ba nghĩ không có ra. Con hiện đại, cái người mà ở cái thời buổi này, con có cách nào hay hay con hướng dẫn ba coi. À, được rồi, để con suy nghĩ phụ ba. À, sao? Khó không? Thì ba phải cho con suy nghĩ. Nhiên bỏ đi. À, ai giận ai? Ai bỏ đi? Ủa? Em nói gì anh không hiểu gì hết vậy? Mày nói lại từ từ đầu đuôi coi. Anh nói em nói từ từ nha. Vậy thôi để mai nói luôn đi, hôm nay hết hứng rồi. Cái nhỏ này vô gì? Tự nhiên vô cái nói không đầu không đuôi, chẳng hiểu gì hết trơn. Thì cái chuyện này là cái chuyện của dì Hà đó bác. Hồi nãy con với dì Hà nói chuyện với nhau thì kiểu như nói chuyện chị em phụ nữ tâm sự này kia, rồi con hỏi cái chuyện đám cưới, rồi tới khi dì Hà nghe tới cái câu là bà nội bắt là hai đứa mình cưới lẹ lẹ gấp gấp đi. Vừa mới nói tới đó cái dì Hà đứng lên đùng bỏ về, tự nhiên cái giận rồi không hiểu luôn mà dì Hà này. Em thấy kỳ không? Ủa ba, chết trời, ba ơi, cái gì vậy trời?
Một đằng thì đi ganh tị với tôi rồi xong đùng đùng bỏ về, còn đằng này hai người chưa có nói xong gì cũng đùng đùng bỏ lên. Nhà này ngộ thiệt luôn á, vội đến và vội đi. Lạ lùng. Mà lo chuẩn bị đón con dâu mới đi. Đi về mà lo chuẩn bị cho cái đám cưới đó đi. Một cái đám cưới thật là linh đình, thật là hoành tráng. Lo mà cưới người ta lẹ lẹ đi, chứ để không thôi người ta nói người ta bất hạnh vì người ta bị cấn thôi. Cấn cái gì mà cấn, trời ơi. Con bé nó trẻ người non dạ, cho nên nó không có kiểm soát được cái lời nói của nó. Nó mới nói lên những cái câu như vậy thôi. Em lớn hơn, em đừng có trách nó. Anh nói cho em nghe nè, cuộc đời của tôi là tự tôi làm chủ, anh hiểu không? Tự tôi làm chủ, không có ai ép được tôi. Đi về, đi về, đi về. Nè, bây giờ em bình tĩnh nghe, nghe anh nói nè. Bây giờ thật sự mọi chuyện nó cũng nó đã xảy ra như vậy rồi. Em đừng giận nữa ha. Bây giờ nghe lời anh à, mình làm đám cưới nghe. Đồng ý làm vợ anh nghe. Không, đi về đi. Tôi quyết định rồi, tôi không có làm đám cưới đám hỏi gì với anh nữa. Sao vậy? Đi về đi tôi. Bây giờ anh làm gì vậy? Trong phim nó hay làm vậy đó. Là làm gì? Cầu hôn á, cái người ta sẽ quỳ xuống trước mặt cái người mà mình yêu á, rồi nói những cái lời yêu thương, rồi nắm tay người mình yêu, rồi năn nỉ người yêu nhận cầu hôn. Bây giờ em đồng ý làm vợ của anh nha. Anh hứa tuy anh không có giàu như người ta, anh không có trẻ như người ta, nhưng mà anh cũng có sự nghiệp, anh cũng có con trai rồi, nó cũng lớn rồi. Em mà làm vợ anh hứa sau này con anh nó sẽ cung phụng em, nó sẽ thương em như mẹ ruột của nó. Nguyên gia đình của anh ai cũng thương em hết á. Chú đỡ gì? Dì ghẻ của con, dì đồng ý cưới ba con hay gì? Cái gì vậy? Con đang quay phim là cái cặp tình nữ này dễ thương quá. Muốn người ta lấy ba mà kêu bằng gì ghẻ, ai mà chịu. Bỏ chữ ghẻ đi, lấy chữ gì thôi. Gì? Cái gì vậy? Chưa nhận lời, chưa đứng lên. Trời ơi, dẹp đi, làm cái gì vậy? Nói đi con, nói vô đi con. Ba con đi gì? Con hứa con sẽ hiếu thảo gì, rồi con bắt vợ con hiếu thảo gì luôn. Dạ đúng rồi, con sẽ hiếu thảo luôn. Em đồng ý làm vợ của anh nghe, được không? Đồng ý đi. Không là sao? Nghĩ sao cầu hôn tôi mà không có chiếc nhẫn nào hết, làm sao tôi đồng ý được? Không, nhẫn có. Anh có mua nhẫn, anh có mua nhẫn. Anh để nhà, tại nãy con bé nó nói là em giận bỏ chạy đi, cái anh gấp quá, anh chạy theo anh quên đem nhẫn, cho nên có. Tượng trưng nha, lấy cái móc khóa này đeo vô tượng trưng cho cái nhẫn. Khi nào về tới nhà cái lấy cái nhẫn thiệt ra, thế vô chỗ này giống như là đặt cọc vậy, đặt cọc á. Dễ thương ghê. Nó hơi rộng xíu, em ngoéo cái móng tay lại như này. Đó, em ngoéo lại em giữ nghe. Đó, trái tim này tượng trưng cho trái tim của anh á, luôn ở bên cạnh em. Nhìn dễ thương quá à. Anh á, cái miệng đẻ ra trước hay sao á mà dẻo miệng lắm. Cái gì nói cũng được, em giận. Giờ có đồng ý vậy không? Em giận nhưng mà em thương. Nên em đồng ý. Vậy là con có gì ghẻ rồi à, con có gì rồi? Ủa? Em có mẹ chồng rồi đó. Nhưng mà ở đây có nhẫn thì khi nào anh mới cầu hôn em? Cái gì vậy mới giải quyết được cặp này tới cặp khác vậy?